Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Trước khi đến với phần 132, chúng ta cùng điểm qua những bình luận được like nhiều nhất ở phần 131. Anh em hãy bình luận thật hay và thật nhanh để được lên TV nhé. Mọi người có thể cho cô bạn em ôm em được không ạ? Muốn có tình yêu kkkk. Trồng cái chuỗi cho ngầu nhé. Giúp bạn được hôn luôn rồi đấy, khỏi cần cảm ơn nhé. Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để đâu? Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Các anh xóa giúp em cái cọc sắt ở giữa bức ảnh với ạ, em cảm ơn. Lại xe thì tập trung nhìn đường đi kìa, nhìn đi đâu thế? Thì Tết Giam giờ thì nói chung là cái đoạn đường này nó vừa xảy ra hai vụ tai nạn chết ngay ở tại đây. Thì các bà ở Thanh La Lăng. Nhờ các cao nhân xóa giúp em thằng đằng sau, em cảm ơn. Mong ad duyệt bài giúp em với ạ, ghép chôn em với ạ. What the hell? Bác nào thay hộ em cái nền xinh đẹp tí được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. Ai giúp em cao râu cho người yêu em với, mong ad duyệt bài ạ. Giáo cao râu đây, tự xử đi nhá. Râu không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Xóa hộ em bạn áo vàng đi ạ, ad duyệt giúp em. Dầu ăn toàn phát, tan nát đời trai. Các bác có tâm cho em xin vụ nổ đằng sau ngầu ngầu với ạ, thanh trước ạ. Gia nhập hội người mù cho ngầu nhé. Các bác chỉnh cho em ngầu hơn với ạ, em cảm ơn. Nhấn đăng ký và bật chuông.